Rồi, hello, xin kính chào tất cả các cô chú anh chị nha. Các anh em bẫy chim, các anh em yêu thích chim trên mọi miền đất nước nha. Đầu video dạng cũng xin chúc sức khỏe các cô chú anh chị, các anh em bẫy chim trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay dạng đi bẫy cua đất có một mình à, các cô chú anh chị ơi. Đây, cua mồi dạng vừa thả xong, nắng quá. Giác này 12 giờ trưa rồi, dạng chải lưới tranh thủ chải đặng dạng vô không. Nắng quá nắng rồi. Thôi chừng nào dạng quýnh rồi, dạng quay cho các cô chú anh chị xem nha. Chứ giờ nắng quá các cô chú anh chị ơi, bữa nay dạng ngồi cũng gần lắm. Dạng quay để cận cảnh cho các cô chú anh chị xem cho nó rõ. Thì nói chung dạng quay cũng hơi thất thoát gì, mong các cô chú anh chị bỏ qua cho dạng nha. Nhiều khi dạng quay cũng lắc đồ này kia có mình nên cũng khó khăn lắm các cô chú anh chị ơi. Thì, để chừng nào dạng quýnh dạng quay cho các cô chú anh chị theo xem. Chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ nha. Còn các cô chú anh chị ơi, hai con rồi nha, vô hai con rồi, giờ quýnh nha các cô chú anh chị. Trên cây giống với còn con nào nữa không, chắc hết rồi các cô chú anh chị ơi. Vừa khai đào được cặp chim tơ, vừa khai đào được cặp chim tơ nè các cô chú anh chị, nguyên cặp nó luôn nè, hai anh em nó luôn. Hai con chim này, hai con chim này trống không quá à, con mái con trống các cô chú anh chị ơi. Con này con trống nè, trống nè, mái nè, trống mái luôn nha, cặp cặp nó luôn, cặp chim tơ trống mái luôn. Rồi vô tiếp tục.
Đây các cô chú anh chị ơi, con này đẹp quá đẹp nha các cô chú anh chị, đẹp hết nói luôn, quýnh đổ lòng quá. Quy của nó rồi nè, quy nè, đó quy nó ghê không, quy nó đậu khích không nè các cô chú anh chị, quy nó đẹp ghê không đó. Chân to lùn nha. Rồi vô nghe các cô chú anh chị tiếp tục. Con này là chắc 100% trống nè nha các cô chú anh chị, 100% luôn chân nè đó. Con này chim này cũng còn mùa đầu thôi các cô chú anh chị ơi, nè quy coi nè, hết nói cu đây bộ quy của nó, bộ quy nó nhặt không à nghe các cô chú anh chị nè, đó bộ quy nó đã quá. Đó, hết nói bộ quy rồi các cô chú anh chị ơi, quá đã nghe. Con bà cô này nhiều lắm các cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị ơi, hiện tưởng đâu bữa nay là vô mánh này nha, chạy lưới xong làm lia lịa cho bốn con kiền luôn nha các cô chú anh chị, xong đó im gu luôn. Dạng ngồi từ hồi giấc 12 giờ mấy mà dạng ngồi tới giờ 4 giờ rồi, không có em nào ra nữa hết nha. Rốt cuộc tưởng nó bầy cu này đông lắm, nghe nhà đâu có 4-5 con về các cô chú anh chị. Đây con này nè các cô chú anh chị thấy không, đã không, quá đã nghe. Con này trống 100% luôn nè, con này cái ghim khích ghịch nè, cái chân nữa nè các cô chú anh chị nè, u nằng không nè, đó móng vuốt. Con này trống 100%, còn con này thì 50-50. Con này chắc mình nghi máy quá à, quy đẹp ghê đó. Còn đây là hai em tơ cũng đẹp lắm, em tơ này bự con luôn, em tơ nè đó, em tơ bự con, hai em tơ, một em tơ ghim khích, một em tơ ghim hở nha hai em đó. Em tưởng đâu là bữa nay là vô mánh rồi, trúng số rồi. Em nhà đâu là không có trúng số nha các cô chú anh chị. Ít, bầy cô này ít quá. Có 5-6 con về các cô chú anh chị ơi. Nãy dạng lại thì dạng thấy bay là 6 con. Xong rồi dạng chạy lưới. Dạng chạy lưới xong thì nó không ra. Ra cái hai con, vậy quýnh hai con xong rồi quýnh cái con nữa rồi. Hai cái con im gu luôn nha các cô chú anh chị. Kết thúc video đây luôn nha các cô chú anh chị ơi. Xem video dạng cho dạng xin một đăng ký kênh, một like và một lượt chia sẻ nha các cô chú anh chị.
Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo nha.